Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Đức Tân, 39 tuổi, trú tại quận 2 Bà Trưng, thành phố Hà Nội, về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, Tân vốn là kỹ sư máy tính, làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn KMS Technology Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng, có địa chỉ nằm trên đường 2 tháng 9, thuộc địa bàn phường Hòa Thượng Bắc, quận Hải Châu. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 năm 2020 đến đầu tháng 2 năm 2021, sau giờ làm việc, lợi dụng lúc không có người để ý, Tân đã lén lút trộm cắp tài sản của công ty đem bán, lấy tiền trang trải nợ nần của gia đình. Cho đến thời điểm bị phát hiện, Tân đã trộm cắp được 12 máy vi tính, 17 RAM và 5 ổ cứng máy tính, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt lên đến 250 triệu đồng. Trước hội đồng xét xử, Tân đã rất ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo về hành vi phạm pháp của mình, mong muốn sớm được trở về lao động để khắc phục hậu quả đã gây ra. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đức Tân 8 năm tù về hành vi trộm cắp tài sản.